bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có báo cáo về công tác dự báo, cảnh báo, thông tin về bão, mưa, lũ lụt, sạt lở đất liên quan đến cơn bão số 3 Yagi và những tác động gây hậu quả nặng nề đến nhiều địa phương ở miền Bắc nước ta. Theo đó, ngày 3 tháng 9, sau khi vào Biển Đông, bão số 3 Yagi đã nhanh chóng tăng từ cấp độ 8 lên cấp 16, cấp siêu bão chỉ sau 48 giờ. Vào đêm 6 tháng 9, khi bão đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cường độ bão giảm xuống cấp 14, giật cấp 17. Chiều ngày 7 tháng 9, bão số 3 đổ bộ vào khu vực các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng với cường độ cấp 10 đến cấp 12. Vùng gần tâm bão cấp 13 đến cấp 14, giật cấp 16 đến cấp 17. Vào hồi 4 giờ sáng ngày 8 tháng 9, bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Theo các chuyên gia, đặc điểm bất thường của cơn bão số 3 là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên khu vực Biển Đông, là cơn bão có cường độ tăng rất nhanh trong 24 giờ, cường độ bão tăng 8 cấp và duy trì cấp siêu bão trong thời gian dài. Khi đổ bộ vào phía đông của đảo Hải Nam Trung Quốc vẫn còn giữ cường độ siêu bão. Mức độ giảm cấp trên đường đi không theo quy luật thông thường. Thông thường khi đi qua đảo Hải Nam của Trung Quốc vào vịnh Bắc Bộ, các cơn bão thường yếu đi nhanh, nhưng với bão số 3, cường độ không giảm nhanh. Khi áp sát bờ biển Quảng Ninh, Hải Phòng vẫn giữ cường độ cấp 12 đến cấp 13. Đặc biệt, thời gian lưu bão trên đất liền kéo dài 12 giờ. Tác động của bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ, gió mạnh cấp 13, giật cấp 14. Đảo Cô Tô, gió mạnh cấp 13, giật cấp 16. Ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hải Dương, gió mạnh cấp 10 đến cấp 12. Vùng gần tâm bão cấp 13 đến cấp 14, giật cấp 16 đến cấp 17. Các tỉnh Đông Bắc Bộ, gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, giật cấp 12 đến cấp 14. Thành phố Hà Nội quan trắc được gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8. Mưa lớn bất thường. Từ 7 giờ ngày 7 tháng 9 đến 7 giờ ngày 12 tháng 9, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 250 đến 450mm, có nơi trên 550mm. Tại 83 trên tổng số 84 trạm đo, lượng mưa cao hơn 4 đến 6 lần so với trung bình nhiều năm trong 10 ngày đầu tháng 9. Cụ thể, tại trạm Sapa Lào Cai ghi nhận 517mm, cao hơn 440%. Lục Yên Yên Bái 503mm, cao hơn 461%. Định Hóa Thái Nguyên 545mm, cao hơn 677%. Sơn Động Bắc Giang 386mm, cao hơn 488% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá đặc điểm bất thường của mưa lớn do hoàn lưu cơn bão số 3. Cụ thể, khi di chuyển sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, mưa lớn nhất do hoàn lưu bão chủ yếu ở phía đông của dãy núi Hoàng Liên Sơn, dù không nằm trên đường đi của bão, không chịu tác động trực tiếp của gió bão. Hầu hết các cơn bão có quỹ đạo tương tự trước đây thường gây mưa lớn ở phía tây của dãy núi Hoàng Liên Sơn. Mưa rất lớn trên diện rộng gồm nhiều tỉnh thuộc khu vực sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Gâm với cường suất cao trên 200mm một ngày, kéo dài nhiều ngày sau khi bão tan. Trong đó có những khu vực xuất hiện lượng mưa trên 200mm chỉ trong vòng 2 giờ tại thành phố Yên Bái vào đêm ngày 9 tháng 9. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong các phiên họp thảo luận trực tuyến của cán bộ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia với các chuyên gia quốc tế thuộc Trung tâm Dự báo Bão khu vực của Nhật Bản và Cơ quan Khí tượng Trung Quốc đều chung nhận định về đặc điểm bất thường của bão số 3 và mưa lớn do hoàn lưu bão gây ra ở Vịnh Bắc Bộ, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, phía Nam của Trung Quốc. Lũ trên các sông liên tiếp phá kỷ lục lịch sử. Do mưa lớn, từ ngày 8 tháng 9, mực nước trên nhiều sông suối ở Bắc Bộ lên nhanh, trong đó mực nước trên sông Thao, sông Lô, sông Thương, sông Gâm, sông Thái Bình, vùng hạ lưu sông Hồng, sông Lục Nam, sông Hoàng Long đều vượt báo động 3. Một số sông vượt báo động 3 từ 3 đến 4 mét. Đặc biệt, lũ trên sông Thao tại Lào Cai, Yên Bái đã vượt đỉnh lũ lịch sử tồn tại 53 năm. Đỉnh lũ tại Yên Bái lên mức 35,73m vào 16 giờ ngày 10 tháng 9, trên mức báo động 3 là 3,73m và vượt mức lũ lịch sử năm 1968 là 1,31m. Cùng với đó, lũ trên hồ thủy điện Thác Bà cũng đạt mức lịch sử, đe dọa đến sự an toàn của đập. Cụ thể, hồ thủy điện Thác Bà được khảo sát thiết kế từ năm 1959 đến năm 1961. Số liệu thủy văn đo đạc lưu lượng thời đó còn hạn chế nên thiết kế đập tràn khả năng xả lớn nhất chỉ 3.230 m khối trên giây. Trong khi thực tế lưu lượng lớn nhất về hồ Thác Bà là 5.620 m khối trên giây vào lúc 9 giờ ngày 10 tháng 9, vượt đỉnh lũ thiết kế 0,01%, tương đương 5.100 m khối trên giây
và vượt xa khả năng xả lớn nhất đến 74%. Theo quy trình vận hành, khi mực nước hố Thác Bà lên mức 59,60m sẽ chuyển sang chế độ vận hành đặc biệt để đảm bảo an toàn của đập. Thực tế, từ 17 giờ ngày 10 tháng 9, mực nước hố Thác Bà đã đạt mức 59,62m và chuyển sang chế độ vận hành đặc biệt, sau đó đạt mức cao nhất là 59,84m vào hồi 5 giờ ngày 11 tháng 9. Theo lý thuyết, mực nước kiểm tra của hố Thác Bà là 61m và nếu mực nước thực tế đạt đến ngưỡng này sẽ phải thực hiện các phương án để đảm bảo an toàn của đập. Tại Hà Nội, mực nước sông Hồng cũng ghi nhận cao nhất trong 20 năm. Các sông thuộc lưu vực sông Hồng, Thái Bình, hệ thống sông lớn nhất miền Bắc cũng xảy ra lũ, ngập lụt trên quy mô rộng lớn với nhiều mức vượt ngưỡng cũng là điều hiếm thấy. Theo thống kê, có 20 trên 25 tỉnh thành phía Bắc đã xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Lũ quét sạt lở đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết thêm, mưa lớn nên sạt lở đất, lũ ống, lũ quét xảy ra ở nhiều địa phương, gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản của nhân dân và nhà nước. Một số khu vực đã xảy ra lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng như tại các tỉnh Cao Bằng, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh. Đặc biệt, tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người. Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin, nguyên nhân chính là do miền núi phía Bắc trong 3 tháng qua đã mưa rất nhiều, cao hơn 40-60% so với trung bình nhiều năm. Ở Lào Cai trong tháng 8 có đến 23 trên 31 ngày mưa và ở Yên Bái là 21 trên 31 ngày, cũng là điều hiếm gặp. Hầu hết các khu vực, đất đã ngậm no nước, ở trạng thái bão hòa nên khi có đợt mưa rất lớn, kéo dài nhiều ngày với cường suất cao như vừa qua thì hiện tượng sạt lở đất xảy ra tại nhiều nơi. Lào Cai xảy ra lũ quét, mảng sạt lở quy mô lớn, Yên Bái quy mô mảng sạt lở nhỏ hơn nhưng đã xảy ra ở nhiều nơi. Trong đó tại thành phố Yên Bái thống kê được trên 1.000 điểm sạt lở đất. Cảnh báo sạt lở ở miền núi dù mưa giảm. Ngày 15 tháng 9, cơ quan khí tượng cho biết mực nước lũ ở hạ lưu sông Hồng hiện tại đang xuống nhưng vẫn còn ở mức cao. Tình trạng ngập ở vùng trũng thấp ven sông sẽ giảm dần trong những ngày tới. Trong đó thời gian nước rút ở vùng trũng thấp ven sông Bùi hoặc huyện Chương Mỹ từ 8 đến 10 ngày, ven sông Tích khoảng 5 đến 7 ngày, hạ lưu sông Cà Lồ từ 2 đến 4 ngày, sông Nhuệ từ 2 đến 3 ngày. Ngoài đê hạ lưu sông Hồng Thái Bình thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, thời gian rút nước kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Đối với các vùng không chủ động tiêu thoát thì khả năng kéo dài hơn. Trong những ngày tới, khi nước lũ xuống, trên các hệ thống sông sẽ có nguy cơ gây sạt lở bờ sông, nhất là ở những nơi vừa xuất hiện đỉnh lũ cao. Bộ Tài nguyên và Môi trường cảnh báo, mưa đã giảm, nhiều nơi không mưa, nhưng nguy cơ xảy ra sạt lở đất vẫn ở mức cao. Đặc biệt, trên các sườn dốc ở miền núi phía Bắc, nhất là Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, thực tế đã xảy ra tại thành phố Yên Bái và các huyện Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên của Yên Bái trong các ngày 12 đến ngày 13 tháng 9. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa cho hay, đang theo dõi hai vùng áp thấp mới xuất hiện. Cụ thể, vào hồi 8 giờ giờ địa phương ngày 15 tháng 9, vị trí tâm áp thấp thứ nhất ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 126,2 độ Kinh Đông, nằm trong khu vực dự báo của Philippines, PAR, cách Kasiguran, Aurora 440 km về phía đông. Vị trí tâm áp thấp thứ hai ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc, 145,4 độ Kinh Đông, cách Đông Visayas 2.145 km về phía đông. Áp thấp này có khả năng trung bình phát triển thành bão. Đáng chú ý, trong bản tin dự báo thời tiết của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines nêu rõ, do ảnh hưởng của áp thấp và gió mùa Tây Nam, mưa sẽ xuất hiện ở hầu hết các khu vực của đất nước trong suốt cả ngày 15 tháng 9 và trong suốt phần còn lại của tuần. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines cũng đưa ra cảnh báo gió lớn ở một số khu vực, dự kiến có sóng lớn cao tới 3,7 đến 4,5 mét, Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, Tay Visayas, đảo Negros, Trung Visayas, Nam Leyte, Leyte, Matalom, Pato, Hindang, Hilongos, Inopakan, Zamboanga del Norte, Camiguin, đảo Dinagat, Surigao del Norte, San Francisco, Malinmono, thành phố Surigao. Trước đó, bão nhiệt đới Ferdi, bão Bebinca đã rời khu vực dự báo của Philippines lúc 2 giờ ngày 14 tháng 9, chỉ 8 giờ sau khi đi vào, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão là 85 km/h và gió giật 105 km/h. Trước khi vào Philippines, bão Bebinca đã đạt đến trạng thái bão nhiệt đới dữ dội, nhưng sau đó suy yếu thành bão nhiệt đới vào sáng ngày 13 tháng 9.
Về tình hình thời tiết trong nước, cơ quan khí tượng cho biết, giải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới kết hợp gió mùa Tây Nam đang gây thời tiết mưa dông gió mạnh trên biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14 đến 17 độ Vĩ Bắc, nối với áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ ngày 15 tháng 9 có vị trí ở khoảng 16,5 đến 17,5 độ Vĩ Bắc, 125,5 đến 126,5 độ Kinh Đông, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Những hình thế nguy hiểm này kết hợp đang gây mưa rào và dông ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1 đến 2,5 mét. Ngày và đêm ngày 16 tháng 9, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, riêng khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1 đến 2,5 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 15 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9. Bắc Bộ, dự báo thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Bắc Trung Bộ, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, dự báo có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ có đợt mưa rào và dông trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Cùng thời điểm này, trên các nền tảng TikTok, Facebook xuất hiện thông tin mưa bão vào miền Nam chìm trong biển nước. Hầu hết những bài đăng lấy hình ảnh không rõ nguồn gốc hay những hiện tượng tự nhiên vừa qua xuất hiện tại các tỉnh Nam Bộ rồi thêm thông tin không đúng sự thật. Thông tin được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội sau khi bão Yagi vào miền Bắc gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, càng khiến tâm lý của người dân thêm hoang mang lo lắng. Liên quan đến thông tin trên, bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết: những ngày qua, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ có mưa do gió Tây Nam có xu hướng mạnh lên. Theo bà Lan, thông tin bão vào miền Nam là không đúng vì cơn bão Bebica ở ngoài khơi Philippines sẽ không vào Biển Đông trong những ngày sắp tới. Bà Lan cũng thông tin thêm, hiện nay vùng thấp có khả năng mạnh lên thành bão hoặc áp thấp nhiệt đới sắp tới ở đông bắc quần đảo Trường Sa cũng không vào miền Nam. Nếu hình thành cơn bão mới thì có xu hướng về miền Trung. Tuy nhiên, thông tin dự báo còn xa và nhiều thay đổi. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tại miền Nam đang trong một đợt mưa kéo dài đến ngày 20 tháng 9. Nguyên nhân do rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ, dịch dần xuống phía Nam qua Trung Bộ và hoạt động mạnh dần. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh dần, trên cao áp cao cận nhiệt đới suy yếu. Do đó thời tiết nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa và chiều tối mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, thậm chí có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết trong vòng 1 tháng tới, tức là từ nay đến ngày 10 tháng 10. Về xu thế nhiệt độ, nền nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nắng nóng vẫn có khả năng xuất hiện cục bộ ở khu vực Trung Bộ. Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ cao hơn từ 20 đến 40% so với trung bình nhiều năm. Khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, tổng lượng mưa phổ biến cao từ 15% đến 30% so với trung bình nhiều năm. Tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa xấp xỉ hoặc cao hơn so với trung bình nhiều năm. Riêng tại Phan Rang, Phan Thiết và miền Tây Nam Bộ, tổng lượng mưa xấp xỉ hoặc thấp hơn so với trung bình. Trong thời kỳ 1 tháng tới, trên phạm vi toàn quốc, tiếp tục có nhiều ngày mưa, trong đó có khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Mùa mưa có khả năng xuất hiện tại khu vực miền Trung từ nửa cuối tháng 9 năm 2024. Ông Nguyễn Văn Hưởng,
trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhận định. Thời gian còn lại của tháng 9 vẫn là tháng mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, do đó khu vực này vẫn có nhiều ngày mưa vừa, mưa to, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này có mức cao đến rất cao. Về hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển, cơ quan khí tượng dự báo, trong thời kỳ từ nay đến ngày 10 tháng 10, hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Số liệu trung bình nhiều năm thời kỳ này trên Biển Đông có khoảng 2,3 cơn, đổ bộ vào Việt Nam 1,1 cơn. Trong thời gian tới, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết trong vòng 1 tháng tới, tức là từ nay đến ngày 10 tháng 10. Về xu thế nhiệt độ, nền nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nắng nóng vẫn có khả năng xuất hiện cục bộ ở khu vực Trung Bộ. Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ cao hơn từ 20 đến 40% so với trung bình nhiều năm. Khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, tổng lượng mưa phổ biến cao từ 15% đến 30% so với trung bình nhiều năm. Tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa xấp xỉ hoặc cao hơn so với trung bình nhiều năm. Riêng tại Phan Rang, Phan Thiết và miền Tây Nam Bộ, tổng lượng mưa xấp xỉ hoặc thấp hơn so với trung bình. Trong thời kỳ 1 tháng tới, trên phạm vi toàn quốc, tiếp tục có nhiều ngày mưa, trong đó có khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Mùa mưa có khả năng xuất hiện tại khu vực miền Trung từ nửa cuối tháng 9 năm 2024. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhận định. Thời gian còn lại của tháng 9 vẫn là tháng mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, do đó khu vực này vẫn có nhiều ngày mưa vừa, mưa to, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này có mức cao đến rất cao. Ông Hưởng phân tích, từ tháng 9 trở đi, do La Nina bắt đầu tác động, dự báo lượng mưa ở Bắc Bộ và Trung Bộ có thể cao hơn trung bình nhiều năm. Thời điểm La Nina tác động mạnh dần, trùng với giai đoạn mưa lũ ở miền Trung. Vì vậy, chúng tôi cảnh báo khả năng thời kỳ từ tháng 9 đến tháng 11, bão mưa lũ có thể xuất hiện dồn dập. Về hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển, cơ quan khí tượng dự báo, trong thời kỳ từ nay đến ngày 10 tháng 10, hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Số liệu trung bình nhiều năm thời kỳ này trên Biển Đông có khoảng 2,3 cơn, đổ bộ vào Việt Nam 1,1 cơn. Trong thời gian tới, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý các bản tin cảnh báo thời hạn xa thường mang tính chất dự báo xu thế. Vì vậy, để thông tin dự báo thời tiết có cơ sở cao hơn, người dân nên đón đợi những bản tin thời hạn ngắn được phát hành hàng ngày từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Trong khi đó, theo những dự báo bão mới nhất, bão Babinka dự kiến đổ bộ vào bờ biển phía đông Trung Quốc vào sáng sớm ngày 16 tháng 9 và không có khả năng tác động đến Việt Nam. Cơn bão Babinka xuất hiện vào thời điểm Trung Quốc chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Trung Thu kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 15 tháng 9. Đường đi của bão dẫn đến các khu vực ven biển giữa tỉnh Chiết Giang và tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Điều này có nghĩa là cơn bão mới nhất ở Tây Thái Bình Dương có khả năng dẫn tới việc đóng cửa cảng Chusan và các nhà máy lọc dầu ở Ninh Ba. Theo dự báo bão mới nhất của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc, cơn bão Babinka sẽ có tốc độ gió lên tới 162 km/h. Bão Babinka hiện được dự báo đổ bộ vào đất liền Trung Quốc ở cường độ bão cấp 2, theo thang bão Saffir-Simpson 5 cấp. Cơ quan thời tiết Trung Quốc dự báo, cường độ của bão Babinka sẽ suy yếu nhanh sau khi đổ bộ. Như vậy, theo dự báo trên, bão Babinka không có khả năng đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!